Qua Facebook, qua Bành Thoát Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Bài 61. Sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn. Và thượng tọa ngài Tề Siêu và thượng tọa Giác Đẳng đồng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Thành từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Đến Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mãi hậu tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vận tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân từng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng bài học hôm nay, bài 61. Sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, chúng con thành kính cung thỉnh ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tiêu Viên, thượng tọa Hợp Tân. Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông, thượng tọa Minh Hạnh, cùng quý tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày chúng ta học giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Chúng ta sắp học qua cái chánh tâm quy thiết, diễn trình tâm thức hay gọi là lộ trình tâm, và ở trong Abhidhamma Thassagraha thắng pháp tập yếu luận, ngài Anuruddha
trước khi học, trước khi trình bày về chí tâm quy thí, thì Ngài đã trình bày về 6 cái khía cạnh của tâm thức. Và 6 trong cái phần này đó, thì Ngài đưa thành một chương gọi là Bát Kinh Đắc Cát Sa Ngã, tức là linh tinh yếu hiệp. Ở trong cái linh tinh yếu hiệp, tức là nói đến 6 khía cạnh quan trọng để học cái diễn trình tâm thức đó, thì ở đây 6 khía cạnh đó tức là cảm thọ, vedana, nhân hay tu, chức năng hay là phận sự gọi là kicca, môn dvara cảnh aramana và vật quá thuốc. Ở trong bài học Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn, ở trong cái phần khởi đầu thiếu cái chữ vật quá thuốc. Sư Tuệ Tri Quang Hỷ thêm ở phía sau cái chữ aramana, thêm chữ vật quá thuốc, để khi mà chúng ta nói đến chi tiết ở sau, chúng ta nêu 6 thì mới được. Sư Tuệ Tri có gặp cái chỗ đó chưa? Có thấy cái chỗ thiếu chưa? Trước cái chữ nắm vững khía cạnh này, những khía cạnh này, nắm vững những khía cạnh này, người học sẽ dễ dàng nhận ra đặc điểm tế nhị của tâm thức. Thì trước cái chữ để sau cái chữ cảnh aramana thì chúng ta phải thêm chữ vật quá thú. Như vậy thì để cho chị chúng đọc bài, cho chị chúng đọc bài. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe trước cái nội dung của bài học, rồi sau đó sẽ cung thỉnh. Cô Như Quỳnh có bài học chưa rồi? Có bài đọc chưa? Sao vậy cô Quyên? Cô thấy cái chữ cảnh chưa? Cảnh aramana, dạ phải rồi, và vật quá thuốc đó. Dạ, bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học. Xin mời cô. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học hôm nay và chỉ cho chỗ con sửa bài. Con kính tri ân Ngài, nhưng mà con cũng run lắm, tại vì sửa bài ở con không kịp sửa chỗ cái góc này. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, con xin Phật phần đồng phần chánh văn. Dạ, con kính tri ân quý Ngài và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. 61, 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức. Qua nhiều bài học trước, tâm thức đã được nói đến theo trạng thái, thể loại, thuộc tánh, vân vân, nhưng vẫn chưa đủ để hiểu tất cả nhiều kích của tâm thức.
Minh sư ơi, bớt bài ngắn ngắn, bớt bài dài quá, nó mất bài Minh sư ơi. Thắng pháp Abhidhamma đặc biệt vô cùng tinh tế khi dạy về diễn trình của tâm thức. Chitta Vithi, Chitta Quy Thiết. Và để hiểu về diễn trình tâm thức, trước hết phải hiểu sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức là cảm thọ, về đa na, nhân, hê tú, chức năng, kích chá, môn, đoà rá, cảnh, aramana, quách thú. Nắm vững những khía cạnh này, người học sẽ dễ dàng nhận ra nhiều đặc điểm tế nhị của tâm thức. Bài học này chỉ nêu lên khái niệm tổng quát của sáu khía cạnh này. Những bài học tiếp theo sẽ là đào sâu từng một. Cảm thọ Vedana, tức là năm thọ khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, tất cả đều có cảm thọ. Cảm thọ của tâm là một trong những yếu tố để phân loại, để hiểu về rõ về thiền chứng, để biết tại sao cần có một sát na trái động trong diễn trình tâm. Có thể nói, không sợ sai lầm, cảm thọ là đề tài lớn trong Phật học trên cả hai phương diện vĩ mô và bình diện rộng, dù trong kinh tạng hay thắng pháp tạng. Nhân hê tú, như là chủng tử hai hạt giống có sáu nhân là tham, sân, si. Vô tham, vô sân, vô si, chính những nhân này tạo nên tâm bất thiện, tâm tịnh hảo. Những tâm vô nhân thường làm việc có tính cách máy móc. Khía cạnh về nhân cho chúng ta hiểu rõ về con người, hành động và hoạt dụng của tâm thức. Chức năng kích chá, tức vai trò của thể loại tâm, có 14 chức năng như tục sinh, tiềm thức, mệnh chung, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, khai môn, tiếp nhận, quan sát, phân định, xử lý, dư hưởng. Không thể hiểu diễn trình của tâm thức mà không biết về chức năng của tâm. Mỗi thứ tâm có một hay nhiều chức năng. Chính khía cạnh này cho thấy rõ tại sao có những khác biệt to lớn giữa các thứ tâm. Môn, đà rá, tức là cửa hay lối vào của tâm và cảnh. Có tất cả sáu môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Chính các môn tạo nên thế giới nội tại và ngoại tại, do vậy tạo thành sự khác biệt của các diễn trình tâm thức. Cảnh aramana là đối tượng của tâm. Không thể hiểu tâm mà không hiểu cảnh của tâm. Thắng pháp Abhidhamma đặc biệt có sự phân định vi tế đối với cảnh. Có tất cả 21 cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ, cảnh pháp, cảnh chơn đế, cảnh tục đế, dục giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần. Sự phân loại về cảnh của tâm soi sáng nhiều về tánh cách hư thực, chân vọng của tâm thức vốn là đề tài gây nhiều tranh luận và quắc thú. Tức là thần kinh hay sắc nương của tâm thức. Thí dụ, con mắt chứa đựng sắc thần kinh nhãn là nơi nương tựa của nhãn thức. Có sáu vật là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Sự liên hệ của tâm thức và vật chất là một lãnh vực quan yếu của Phật học khi nói về ngũ quan, thập nhị xứ và thập bát giới. Ngữ và nghĩa càng đi sâu môn học thắng pháp, những từ vựng cần hiểu như là thuật ngữ hay danh từ chuyên môn. Có nghĩa là những từ vựng này phải mang ý nghĩa tinh xác theo thắng pháp, chứ không thể suy diễn theo cách hiểu quen thuộc. Thí dụ,
chữ nhân. Ở đây là từ dịch của Huệ Túc, không thể hiểu là nhân trong nhân quả hoặc chữ vật quách thú. Ở đây chỉ cho các sắc thần kinh nên cẩn thận. Sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức đề cập trong bài học này được Ngài Anuruddha, tác giả của tập Tăng Pháp Yếu Luận Abhidhamma Pasangha, nêu lên trước khi giải về diễn trình tâm thức để người học chuẩn bị tốt khi đào sâu vào giải thích về dòng tâm thức. Nên hiểu rằng nói lên tâm thức không phải chỉ có sáu khía cạnh này. Minh quả, xin quý vị và bạn minh quả cái đường link hồi nãy nhằm đại đức tại tri đưa lên. Trong giáo trình này cho tới nay đã đi qua các phần sau: khái niệm tổng quát về pháp, chân đế và thực đế, tâm, thuộc tánh của tâm, sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Phần đang học là sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, chuẩn bị trước khi đào sâu vào diễn trình của tâm thức. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu. Dạ con không biết hôm nay Ngài Tỳ Siêu giảng trước hay Thượng Tọa Giác Đẳng giảng trước. Xin quý Ngài hoan hỷ cho con, cung thỉnh quý Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đại lễ chư Tôn Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu bước qua một chương mới trong giáo trình Thắng Pháp. Và ở trong chương này chúng ta nói về sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói về khía cạnh hay là phương diện đó, thì chúng ta nói có cái cách mơ hồ chung chung lắm. Ví dụ chúng ta nói về sự tương quan theo duyên hệ, nó cũng là một khía cạnh. Nhưng mà thưa quý vị, có rất nhiều khía cạnh đó nó không cần thiết lắm ở trong giai đoạn này. Ở trong giai đoạn này chúng ta sắp học tới diễn trình của tâm thức, hay thường gọi là lộ tâm. Và khi mà chúng ta học về diễn trình của tâm thức đó, thì sáu cái cạnh quan trọng mà chúng ta đề cập đến một cái đại lực trong bài học ngày hôm nay, cũng như sáu bài học sắp tới đó, nó là những khía cạnh mà chúng ta không thể không biết khi nói về tâm thức. Có một điều mà tất cả những người học Thắng Pháp Abhidhamma thì dễ dàng nhận ra rằng Thắng Pháp Abhidhamma nói riêng và Phật học nói chung đào sâu vào tâm thức. Tâm thức là một đề tài rộng, rất rộng. Có thể nói rằng ít có một đề tài nào khác mà được quản diễn như là tâm thức trong Phật học nói chung. Ngay cả đối với khoa học ngày hôm nay là một thời đại mà chúng ta thấy rằng không phải trong đại học không, mà ngay cả ở trong những cái chương trình phổ thông cấp 1 và cấp 2 đó, người ta nói nhiều về vật chất, người ta nói nhiều về vật lý, hóa học, toán, về văn chương, về văn, về ngữ pháp, v.v. Nhưng mà dù là trình độ tiểu học, trung học, đại học, thì thứ vì về tâm lý nó là chiếm một phần nhỏ thôi chứ không lớn như trong trường học của Phật học hay là trong trường học của Thắng Pháp. Như vậy thì tâm thức là một đề tài lớn, rất lớn. Riêng đối với Thắng Pháp Abhidhamma thì tâm thức được nói một cách rất là chặt chẽ. Chặt chẽ như thế nào? Khi nào mà chúng ta thấy nhìn thấy một cái công trình nghiên cứu
một công trình xây rất lớn, ví dụ như là một ngôi giáo đường hay là một công trình. Thứ vì trước kia chúng tôi có lần xây dựng cái tiền sảnh của chùa Pháp Luân, và lúc đó người ta mới làm những cái sườn. Thứ vì để có một cái tiền sảnh như chùa Pháp Luân hiện tại, mà lúc còn làm sườn thì chúng ta thấy rằng bao nhiêu là cây, bao nhiêu là gỗ kết cấu với nhau. Và những cây gỗ này nó phải được tính toán một cách rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận về mực thước, về độ nặng, về độ cong vân vân, để tạo nên một cái tiền sảnh vững vàng, chắc chắn. Và ở trong lớp học chúng ta có Thượng tọa Từ Siêu, là một vị mà ngoài Phật học ra thì Thượng tọa là người am hiểu rất nhiều về việc xây cất á. Lâu lâu quý vị nghe nói trong một việc xây cất thì chúng ta thấy rằng đó là một cái công việc mà đòi hỏi cái tính cách chặt chẽ, dạ, rất là chặt chẽ. Riêng trong Tháng Pháp, thưa quý vị, có một điểm rất là thú vị, khác biệt với đối với những ngành Phật học khác, là ở trong Tháng Pháp, khi mà chúng ta đề cập đến các Pháp, chúng ta nhất là về tâm Pháp hay là về tâm thức, phải nói một cách rất là chặt chẽ. Nếu mà nói sai thì ráp nó không có, nó không có liền được. Nó cũng giống như là mình làm một căn nhà mà lớn quy mô thì cái mực thước đâu nó phải ra đó, cái sự tính toán nó phải rất là kỹ lưỡng. Thì riêng đối với phần này là phần mà chúng ta chuẩn bị, và phải chuẩn bị thật tốt cho cái phần tiếp theo, là nói về diễn trình của thập thức. Nếu chúng ta không hiểu được phần sáu cái phương diện này đó, thì khi sang diễn trình của thập thức đó, có nhiều điều chúng ta rất là mơ hồ, hay là học gọi là học nháp, học cho qua thôi. Và hầu như là bất cứ người học Thắng Pháp nghiêm túc nào thì cũng phải đầu tư nhiều thời giờ vào sáu cái phương diện này. Thứ nhất là chúng ta nói về cảm thọ Vedana. Chúng tôi nhớ rằng Hòa Thượng Châu có một cái bài nói chuyện mà rất tiếc ngày nay chúng tôi không có được cái nguyên bản của bài đó. Chúng tôi đọc lâu rồi. Cái bài đó có cái tựa đề là Đạo Phật bắt đầu từ cảm thọ và kết thúc với cảm thọ. Ý của Thượng Minh Châu nói rằng cảm thọ là một đề tài lớn mà ngay từ cái khởi đầu của một người tu tập cho đến khi cái việc thành tựu cứu cánh giải thoát, chứng diệt thọ tương định thì cũng đều đề cập đến cảm thọ. Cảm thọ là một đề tài lớn. Mặc dù chúng ta nghe nói là cảm thọ thì như là khổ lạc ưu hy xả thôi, nhưng mà đó là một đề tài lớn. Quý Phật tử nào mà làm quen với cái bản nêu chi pháp, tức là biểu đồ chi pháp mà Ngài Tịnh Sự Ngài vẽ đó, thì thưa quý vị, có một cái đặc điểm khi mà Ngài vẽ về tâm thì Ngài sử dụng những cái màu. Màu xanh tượng trưng cho thọ xả, màu đỏ tượng trưng cho thọ hỷ, màu đen là thọ khổ, màu trắng là thọ lạc, màu vàng đậm tượng trưng cho thọ ưu. Và hồi nhỏ chúng tôi mới học thì chúng tôi cũng để ý là tại sao khi mà Ngài vẽ lên á, tâm nó có nhiều cái khía cạnh lắm mà Ngài không có đặc biệt nêu lên, mà Ngài lại dùng các màu để chỉ cho cảm thọ của tâm. Thì chúng tôi mới hỏi Ngài, bạch Ngài, tại sao mà mình nói về tâm mình có nhiều thứ, ví dụ như mình chia ra là tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, xong siêu thế, tại sao mình không dùng bốn màu chỉ cho bốn thứ tâm đó, mà mình lại dùng những cái màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen để tượng trưng cho năm thọ. Thì Ngài nói một câu, Ngài nói, ây chà, cái thọ là quan trọng lắm, ông tưởng là nó không quan trọng sao? Dạ. Nhưng mà thật ra lúc mới học thì thọ nó có quan trọng lắm.
Nhưng dần dà rồi thì chúng ta thấy rằng quả thật là cảm thọ là một đề tài rất là quan trọng. Và ví dụ như khi chúng ta học về diễn trình của tâm thức, thì thưa quý vị, chúng ta có một cái thứ tâm tiềm thức mà Ngài thực sự gọi là hộ kiếp. Và cái loại tâm này nó là một thứ trái độn mà Ngài đặt cho cái tên rất là thú vị là hộ kiếp khách. Đã là tiềm thức rồi thì cái tiềm thức đó nó có cái cảm thọ cố định. Thí dụ như người sanh ra bằng cái tâm tiềm thức thọ xả, và thọ xả, nhưng mà khi dọc tâm thức của họ bắt gặp một cảnh rất tốt, thì cái cảnh rất tốt nó khiến cho cái tâm họ thọ hỷ. Thì giữa cái thọ hỷ và tiềm thức thọ xả đó, thưa quý vị, nó lại vì vấn đề cảm thọ, hai cái nó khác biệt quá lớn, thành ra nó chinh phục thứ tiềm thức gọi là tiềm thức hồn kiếp khách. Cái này nó cũng là một yếu tố liên quan đến cảm thọ. Và có rất nhiều vấn đề khác khi mà chúng ta học về diễn trình của tâm thức, thì cái gọi là thọ về cảm giác, ví dụ như chúng ta nói về ngũ sông thức. Tại sao ngũ sông thức thì có quả thiện và bất thiện, mà nó chỉ là thọ xả thôi, ngoại trừ thân thức. Khi mà chúng ta nói về tâm quan sát đó, thì nó cũng là quả, nhưng có quan sát thọ xả và thọ hỷ. Thì thưa quý vị, những cái thọ ở đây nó nói lên rất nhiều về cái tính cách đặc biệt của cái ý niệm về thọ liên quan đến diễn định của tâm thức. Mà sau này khi chúng ta học vào thì chúng ta sẽ thấy. Và do vậy khi một người học đó, bây giờ có thể là chúng ta không cần biết thọ đối với diễn trình tâm như thế nào, chúng ta khoan biết, nhưng mà chúng ta phải nắm rất vững. Dạ, tâm nào, thọ nào, ví dụ như thọ hỷ, thọ xả, là nó chia ra, nó tạo ra bốn tâm: tham, thọ hỷ, bốn tâm thọ xả. Và trong tâm dục giới thì cũng có tâm thọ hỷ và thọ xả. Nhưng mà đụng tới tâm thiền đó, thì chính cái thọ nó nằm ở trong thiền chi đó, nó lại khiến cho chúng ta có nhiều cái rất là quan trọng để biết về sự khác biệt. Dạ, để biết sự khác biệt khi mà chúng ta nói về tâm chi thiền, tâm tứ hỷ lạc định cho đối với các thiền chứng. Thì nói chung là một cái người học thắng pháp rất cần để hiểu cái cảm thọ đối với tâm thức. Và khi chúng ta học về diễn trình tâm, nếu chúng ta không nắm vững về thọ đó, thì có nhiều cái khái niệm nó trở nên hết sức là mơ hồ, và chúng ta không có rõ ràng về điểm này. Do vậy khi mà chúng ta nói về sáu cái khía cạnh quan trọng của tâm thức trước khi học về diễn trình tâm đó, thì chúng ta rất cần học về cảm thọ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta nói về nhân, nói về hệ túc. Nhân ở đây chúng ta hiểu nó không giống như chữ nhân trong nhân quả, mà ở đây chúng ta hiểu như là cái tác nhân trực tiếp. Được cái ví dụ như là cái chữ nhân của chúng ta, hay là ví dụ như là vì chúng ta nói về một cái loại cây nào đó, như cây xoài, cây này, cây kia nó mọc lên, thì nó có nhiều yếu tố. Ở trong đó có đất, có phân, có nước, có hạt giống. Nhưng cái hạt giống đó, nó là quan trọng. Chính cái hạt giống nó tạo nên cây xoài. Yeah. Cái hạt giống, cái chủng tử nó rất là quan trọng. Thì chúng ta nói đến sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Yeah. Thì những cái tâm vô nhân á, những cái tâm mà không có sáu nhân này đó, thì là những tâm làm việc có tất cách máy móc, nó là việc cơ năng thôi. Nhưng mà những cái tâm mà nó có những nhân này đó, thì nếu nó đi với các nhân bất thiện như là tham, sân, si, thì nó lại là tâm bất thiện. Và trong ba cái nhân tham, sân, si đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả tâm bất thiện
đều có si. Dạ. Tâm tham có si, tâm sân có si, và tâm si dĩ nhiên có si rồi. Dạ. Si đó là vô minh. Nhưng mà trong tất cả tâm tịnh hảo thì không hẳn tâm nào cũng có đủ ba nhân. Ở trong đó ba nhân là nhân vô tham, vô sân và vô si đó. Thì tất cả tâm tịnh hảo đều có vô tham và vô sân. Nhưng mà ngược lại, vô si là trí tuệ đó, thì có những tâm hợp trí và có những tâm ly trí. Điều thú vị khi mà chúng ta thấy rằng si và vô si nó đối với nhau, nhưng mà trong cái bất thiện đó thì si có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Trong lúc đó, trong cái tâm tịnh hảo đó thì cái gọi là vô si hay trí tuệ thì có tâm có tâm không, ở mặc dù ở trong tâm tịnh hảo. Đây là điểm không phải chỉ thú vị không, mà chúng ta còn nói đến cái ảnh hưởng của các nhân này. Thí dụ như chúng ta nghe nói đến người nhị nhân hay người tám nhân. Người nhị nhân tức là sanh ra thì không có cái căn bản về trí tuệ linh mẫn, mẫn tiệp đó, thì vị này khó đắc thiền và đắc đạo. Dạ. Thì riêng về cái tâm tái sanh đó, tâm tục sinh đó, hay là tâm hồ kiếp đó, mà từ đó có nó có bao nhiêu nhân á, thì sự việc nó cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống, ảnh hưởng lớn lắm. Và chính những cái tâm hợp trí và ly trí nó cũng tạo nên rất là nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái phương diện khác nhau trong cái việc xử trí, hành động, tạo quả, vân vân. Thí dụ như là chúng ta nói đến nhân quả đó, thì một người làm thiện với tâm hợp trí đó, thì có cái quả nhiều hơn là tâm ly trí. Tâm thọ hỷ có quả nhiều hơn tâm thọ xả. Tâm vô trợ có quả nhiều hơn tâm hữu trợ chẳng hạn. Thì cái riêng về cái hợp trí và ly trí, nó là nói lên cái có mặt của vô si hay là không vô si. Những gì trong bài học này chúng tôi chỉ nói một cách rất là khái quát mà thôi. Khi mà chúng ta học qua phần như là về duyên hệ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nhân duyên và Hetu Pachayo lại có cho những cái ý nghĩa quan trọng và rất là quan trọng. Không ai mà học thắng pháp về tâm mà bỏ qua về hê tú, về nhân được hết. Và đây là một đề tài lớn, thưa quý vị, đề tài lớn. Và bây giờ thì chúng ta nói đến một cái khía cạnh khác của sáu khía cạnh. Và trong sáu khía cạnh mà chúng ta đề cập đến thì đó là cái chức năng và kích chất. Ngài tịnh sự, ngài dịch là sự, hay là hồi nãy quý vị có nghe từ tòa Tuệ Siêu đề cập đến phận sự, chức năng, vai trò, phận sự. Thì những chức năng này, ví dụ như là những chức năng là tục sinh, hộ kiếp, tử, rồi thấy nghe ngửi nếm đụng, rồi khai môn, tiếp thu, quan sát, xử lý, đoán định, xử lý, rồi dư hưởng nhất hạn, những chức năng này. Thì mỗi một chúng ta cần nắm rõ là mỗi một chức năng như vậy đó, nó được thực hiện bởi tâm nào. Ví dụ như là tâm tục sinh, hộ kiếp và mệnh chung thì chỉ có những tâm quả, và chứ không có những tâm thiện và tâm như chúng ta nói về ngũ sông thức chẳng hạn, thì không có. Và khi mà chúng ta nói về cái vai trò của một cái tâm dư hưởng thì gồm có những thứ tâm nào, thấy nào, vân vân. Thì thật ra khi mà nói về cái vai trò của các thứ tâm đó, thì điều này nó lại liên hệ rất là mật thiết, rất là mật thiết đến diễn trình của tâm thức. Nói một cách khác là khi mà chúng ta nhìn vào ở trong cái biểu đồ của diễn trình tâm thức, ví dụ như là hộ kiếp, rồi hồi kiếp rung động nhất dòng, rồi kháng y môn ngũ sống thức, tiếp thu quan sát đoán định, rồi xử lý dư hưởng, vân vân. Thì mỗi một cái giai đoạn của một diễn trình tâm thức
mỗi một phân đoạn của diễn tâm tỉnh thức đó, nó đều nói lên một cái chức năng của tâm, và chúng ta phải hiểu trong cái chức năng đó có những cái tâm nào. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói tâm xử lý cảnh, thì khi chúng ta nhìn vào tâm xử lý cảnh đó, thì chúng ta thấy rõ là tâm quả siêu thế làm việc xử lý, nhưng mà tâm quả dục giới tỉnh thảo hay là tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới không làm việc xử lý, là việc sao bằng. Yeah. Thì cái này đó nó lại là cho chúng ta biết những cái ý nghĩa rất là đặc biệt liên quan đến lộ tâm, nó tự nhiên tế nhị. Bởi vì cái người mà học thắng pháp á, đôi khi người ta có vẻ như là người ta nghĩ rằng những người học thắng pháp Amitabha có vẻ khó chịu, tại vì nói đó mà nói nó không có đâu ra đó đó thì không có chịu, mà nói gì phải đâu ra đó. Thì khi mà chúng ta học về những cái khía cạnh, sáu khía cạnh quan trọng này, và đặc biệt là về các chức năng của tâm thức đó, thì nó lại mở cho chúng ta rất là nhiều, mở cho chúng ta rất là nhiều cái phương diện mà bình thường ít khi nào nhắc tới, nói tới. Không thể nào mà mình nói rằng anh này là nhân viên, anh kêu nhân viên, anh nọ nhân viên, đồng ý. Tất cả chúng ta đều là nhân viên trong một công ty, nhưng mà là cái nhân viên đó, là người làm việc cho công ty đó, nhưng mà cái chức năng là gì, vai trò là gì? Chính cái vai trò chức năng nó tạo nên cho chúng ta biết rõ về người đó. Ví dụ như đó là một người chuyên về kỹ thuật, đó là người liên chuyên về tiếp thị, đó là người chuyên về vấn đề nhân sự, vân vân. Thì cũng gọi là nhân viên, cũng là người làm việc công ty, nhưng mà chính cái chức năng là nói nhiều về con người đó. Yeah. Và rất là thú vị khi chúng ta học 121 tâm rồi chúng ta biết được là có 14 cái chức năng, thì mỗi một chức năng như vậy có bao nhiêu tâm thực hiện, và mỗi một tâm có thể làm được bao nhiêu chức năng. Cái này nó trở nên đặc biệt quan trọng để chúng ta chuẩn bị khi mà học về diễn trình của tâm thức. Dạ, quan trọng lắm. Dạ, và nó có những chức năng mà chúng ta nói rằng nó rất là thú vị. Thí dụ như là nói về tục sinh, nói về tiềm thức, nói về mệnh chung. Dạ, những chức năng này đó nó lại hé mở cho chúng ta nhiều cái cánh cửa liên quan đến cuộc sống, mà theo qua cái nhìn và giải thích của thắng pháp quan trọng lắm. Dạ, và quan trọng lắm, nhất là với người học Phật. Tại sao cái tiềm thức hay là tâm hồn kiếp hay là hữu phần đó, nó lại có một cái vai trò quan trọng trong quyết định về đời sống của con người, về tâm tính, về cái tiềm lực, về khả năng, về nhiều thứ. Và chúng ta học về những cái chức năng của tâm á, thì thưa quý vị, có thể nói rằng qua đó, đó chúng ta hiểu được rất nhiều về nghiệp, chúng ta hiểu rất nhiều về diễn trình của tâm thức, chúng ta hiểu rất nhiều về cái vai trò của loại tâm một. Và điểm này sẽ trở nên rất là lợi lạc khi mà chúng ta học về 14 cái chức năng của tâm. Bây giờ thưa quý vị, sau khi mà chúng ta nói về cảm thọ, nói về nhân, nói về chức năng, thì chúng ta cũng nói về môn. Môn là cửa hay là lối ra vào của tâm và cảnh. Và vị nào mà đã học tới cái diễn trình của tâm rồi, thì chúng ta biết được rằng các cái môn đoà ra, nói về thí dụ như mình nói là lộ ngũ môn hay lộ ý môn, chính các môn đó cho chúng ta biết về cái thế giới mà chúng ta gọi là nội tại hay là ngoại tại, nội giới hay là ngoại giới, nội phần hay ngoại phần. Và từ điểm này nó có sự khác biệt to lớn. Theo trong thắng pháp, thưa quý vị, chính các cái môn mà sáu môn được đề cập đến tại đây là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn đó. Thì mỗi một môn như vậy nó có một số tâm sanh khởi ở trong điểm đó.
chúng ta tạm hiểu cuộc sống, thí dụ như là ở trong một cộng đồng nó lại có nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Chúng ta nói về văn hóa, chúng ta nói về chính trị, chúng ta nói về kinh tế, nói về cái lĩnh vực nào đó, thì lại có một số người và một số người lại có cái lui tới ở trong những cái lĩnh vực này. Tương tự như vậy, ví dụ như chúng ta nói nhãn môn không chỉ có tầm nhãn thức mà nó lại có nhiều thứ tầm liên quan đến nhãn môn. Và chính vì các môn này nó tạo nên nhiều cái cảnh giới khác biệt. Và điểm này thì thưa quý vị, khi chúng ta đào sâu rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng có một cái khác biệt rất lớn giữa cái diễn trình của tâm thức đối với ngũ môn mắt, nhãn nhị, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, và so với ý môn. Nó có một sự khác biệt rất là to lớn. Người ta phải có một cái trình bày riêng biệt giữa các diễn trình tâm thức này. Sau cái phần đoa rác nói về môn, thưa quý vị, thì chúng ta nói đến cảnh hay là đối tượng của tâm thức. Nói thật với quý Phật tử là hồi nhỏ đó thì chúng tôi đặc biệt rất là thích thú với cái phần mà nói về 21 cảnh của tâm này. Cảnh đó thì thường thường chúng ta chỉ nói đến 6 cảnh thôi, là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Và sắc là cái gì mình thấy, tai là cái gì mình nghe, khí là cái gì mình ngửi, vị là cái gì mình nếm, xúc là cái gì mình thân tiếp xúc. Nhưng mà pháp thì nó lại không có đơn giản. Thật ra chúng ta nói một cách tóm tắt là có 6 cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, nhưng mà khi mà nói rộng, nói 21 cảnh thì nó có nhiều cảnh. Thí dụ như là chúng ta nói về cảnh tục đế và cảnh chân đế. Dạ, cảnh tục đế hay cảnh thi thiết, cảnh chân đế. Dạ, quý vị thấy rằng đối với bốn cái tâm thiền vô sắc, không vô biên, tức vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng. Và khi mà chúng ta nói bốn cái tâm thiền này thì chúng ta nghĩ rằng bốn tâm thiền nó chỉ là bốn giai tầng từ thấp lên cao. Nhưng mà thật ra ở trong đó có những tâm thiền biết cảnh tục đế, và có những tức là biết cảnh thi thiết, và có những cái tâm thiền là biết cảnh chân đế. Nó cho chúng ta một cái ý nghĩa rất là thú vị, rất là lợi ích. Và chúng tôi nhớ rằng ở trong thiền tông hay có cái câu chuyện mà lâu lâu chúng tôi kể quý vị nghe cho vui, là cái chuyện mà tâm động và phướng động. Dạ, tâm động phướng động thì đôi khi trong cái sự nhận thức của văn học nghệ thuật hay là ngay cả trong thiền, người ta quan niệm là cảnh nó là thật hay là giả. Dạ, cảnh là thật hay giả. Nếu mà cảnh nó là thật á, thì tại sao mà cũng thời vị cay mà có người thấy ngon, người thấy dở? Thì nó nếu mà cảnh là giả, tất cả do tâm á, thì thật sự cũng tâm đó, nhưng mà tại sao có những khi mà mình thấy vui, có khi thấy buồn? Thì đặc biệt ở trong thắng pháp chia 21 cảnh á, thì quý vị có những cảnh mà chúng ta biết như là cảnh tục đế, cảnh chân đế. Dạ. Rồi chúng ta cũng biết đến những cái khái niệm, và những cái khái niệm như là cảnh dục giới, cảnh đấu đại, cảnh niết bàn, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần. Những cái phân chia về cảnh theo từng phạm trù này đó, nó lại cho chúng ta hiểu được rất nhiều về tâm thức. Như chúng ta có cái định nghĩa tâm là gì? Tâm là biết cảnh. Như vậy chúng ta không thể hiểu về tâm, chúng ta không hiểu về cảnh. Và khi mà chúng ta nói về cảnh đó, thì chúng ta hiểu được gì về cảnh? Nó là một câu hỏi lớn, nó là một thách thức lớn, và nó là một cái công án cho tất cả những người học
Yeah, chúng ta biết gì về cảnh? Nếu mình nói tâm là biết cảnh, nhưng mà cảnh mà chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta không hiểu về tâm được. Cũng giống như bây giờ, chúng tôi nói với quý vị nghe là con người chúng ta làm nhiều nghề, nhưng mà mỗi người, mỗi nghề đều nhắm vào một đối tượng. Ví dụ như mình nói là nghề dạy học, gõ đầu trẻ, thì cái đối tượng là học trò. Hay là nghề về bác sĩ là đối tượng là bệnh nhân. Hoặc giả là nghề làm chính trị là đối tượng là quần chúng, vân vân. Thì mỗi cái nghề thì nắm một nhóm một đối tượng nào đó. Và nếu chúng ta chỉ nói về các người, các cái nghề nghiệp mà chúng ta không nói đến cái đối tượng hướng đến, thật ra chúng ta không hiểu được vấn đề. Dạ. Tâm có nghĩa là biết cảnh. Dạ. Không có hiểu về cảnh, tức là chúng ta chưa hiểu về tâm. Và đặc biệt là đối với diễn trình của tâm thức, thì cảnh á, nó là đóng vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như tại sao mà ngũ song thức biết năm cảnh sắc thinh khí vị xúc tương đối là mùi được, tương đối là sơ khai, chứ nó không có mang tính cách nồi nhồi nặng như là cảnh pháp. Dạ. Mặc dù bình thường thì khi mà chúng ta nói chuyện đây, mình nói sáu cảnh, mình nghe nói sắc thinh khí vị xúc pháp đó, thì mình chỉ tưởng tượng là sắc thinh khí vị xúc nó lớn chuyện lắm, và dạ, lớn chuyện lắm. Nhưng mà trong thánh pháp thì nói rằng cái gọi là ngũ song thức, nhãn nhị thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mà khi tiếp xúc với sắc thinh khí vị xúc thì thưa quý vị, nó tương đối rất là sơ khai. Dạ, nó sơ khai chứ nó không có được nhồi nặng nhuần nhuyễn, không có thái độ, có phản ứng vân vân. Thì đây là điểm rất là thú vị và rất thú vị học. Và cũng như là cái 14 cái chức năng của tâm về 21 cảnh này, nó mở cho chúng ta rất nhiều những chi tiết. Dạ, những chi tiết đó đôi khi cũng có nhắc đến trong kinh tạng, nhưng mà thưa quý vị, không có rõ ràng như là trong tạng thắng pháp. Và chúng tôi có thể nói rằng vị nào mà ưa thích học thắng pháp thì khi mà mình học về những cái phương diện này, đó là những cái khía cạnh này, nó là những cái phần thưởng rất lớn để chúng ta học thắng pháp. Và thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đề cập đến cảnh đó, thì chúng ta lại đề cập đến vật, hay là cái thần kinh, hay là cái sắc nương của tâm. Dạ. Thí dụ như nhãn thức thì nương ở thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn tức là một cái động tử nằm ở bên trong con mắt của chúng ta, chúng ta gọi là con ngươi đó. Rồi thần kinh nhĩ tức là cái bộ phận, một cái bộ phận nằm ở trong lỗ tai của chúng ta, mà cái bộ phận đó biết được cái âm thanh là cảnh thinh. Thì những cái thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thì là nơi nương của sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, trường thức, thân thức và ý thức. Tuy vậy không phải tâm lúc nào cũng nương ở nơi vật. Và ví dụ như trong Phật pháp có đề cập đến tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì chúng sanh ở cõi vô sắc là tâm không có nương vào vật. Dạ. Và chính cái tâm nương vào vật đó, nó lại có những cái yêu cầu liên hệ. Thí dụ như là con mắt thì cần cái ánh sáng. Dạ. Âm thanh thì cần cái khoảng không và vân vân. Thì chúng ta sẽ học về cái sau. Nhưng mà trong những cái liên quan đến tâm thức thì ý vật là một câu chuyện lớn, và cũng là một câu chuyện bỏ ngỏ. Nó có rất nhiều điều để chúng ta bàn khi mà chúng ta bàn về vật. Nói tóm lại là sáu cái phương diện mà chúng ta đề cập trong bài học này. Dạ, trong bài học này, sáu phương diện này là sáu cái khía cạnh. Sáu khía cạnh rất là cần thiết để người học nắm vững trước khi mà chúng ta đi vào cái phần gọi là diễn trình của tâm thức, hay là chitta vritti. Nếu chúng ta nắm vững sáu khía cạnh này, sáu
khía cạnh quan trọng này, thì thưa quý vị, bài học về diễn trình tâm thức nó sẽ trở nên rất là dễ hiểu, rất là dễ dàng. Bởi vì diễn trình tâm thức nó là một cái gì rất là vi tế. Và một khi mà chúng ta học rõ về những diễn trình, học rõ về điều này, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao mà một sát na tâm nó rất là nhỏ nhặt. Tại sao một sát na tâm ấy, một cái diễn trình tâm thì nó có nhiều cái công đoạn khác nhau. Ví dụ trong độ ngũ môn thì có kháng ngũ môn, rồi ngũ sông thức, rồi tiếp thu, tiếp nhận, rồi quan sát, đoán định, rồi xử lý như cảnh chẳng hạn. Thì chúng ta hiểu là mỗi những thứ đó nó làm việc như thế nào. Và cũng nhờ vào những cái khía cạnh được đề cập tại đây mà chúng ta thấy có một ý niệm rõ hơn về cái đồ biểu 121 tâm, ví dụ tâm phân theo thọ, hay là tại sao có những tâm gọi là tâm tâm thiện, tâm quả, tâm duy tác, tâm vô nhân, tại sao có tâm này tâm kia, tâm là việc tục sinh thế nào, tâm việc khổ kiếp thế nào, tâm về việc mệnh chung như thế nào. Thì qua đó chúng ta sẽ thấy được cái đời sống của các chúng sanh ở trong các cõi, ở trong các loại. Hay là khi mà chúng ta nói đến người khổ, người lạc, người dị nhân, người tam nhân, thì chúng ta cũng có thể hiểu rõ phần nào dựa lên trên những cái khía cạnh quan trọng mà đề cập đến ở tại đây. Thì thưa quý vị, mỗi một 10 năm ở tại Hoa Kỳ, người ta hay làm cái census, ta làm những cái thống kê về dân số. Và trong những bảng thống kê này đó, thì người ta lại tìm hiểu một số những cái khía cạnh của dân số. Ví dụ như về tuổi, và dân số là tuổi thiếu niên, trung niên, lão niên. Ta tìm hiểu về giới tính, ta tìm hiểu về nghề nghiệp, ta tìm hiểu về lợi tức, người ta tìm hiểu về cái khuynh hướng xã hội, vân vân. Chính những cái khía cạnh này cho phép những cái người mà đưa ra những cái quy hoạch về tương lai của xã hội đó, họ có một cái nhìn rõ và xác thực hơn, và họ cung cấp những cái dữ liệu tốt cho những người sản xuất các cái mặt hàng hay là những dịch vụ. Lấy một ví dụ như là một cái xã hội mà người ta lão hóa rất là nhiều, ví dụ cái càng ngày thì người già càng nhiều hơn người trẻ, như xã hội Nhật Bản chẳng hạn, thì người ta phải có cái quy hoạch tốt để họ có những cái khuyến khích sanh đẻ, hay là họ có những cái chuẩn bị về cuộc sống của đất nước, từ công viên cho đến nhà vệ sinh công cộng, cho đến nhiều thứ cho những công dân lớn tuổi ngày càng đông ở trên đất nước phù tang. Thì thưa quý vị, những cái bản thống kê về dân số như vậy đó, nó rất cần để người ta nắm vững như thế nào. Thì riêng đối với cái người học, khi mà chúng ta mới vào học ở trong tháng Pháp đó, thì chúng ta cảm thấy hơi mệt và hơi có vẻ hơi sao tâm á, ở trong kinh tạng nói vậy mà nghe nó thoải mái quá. Chúng ta nói chi cho tới 121 tâm, rồi bao nhiêu tâm hiệp thế, bao nhiêu tâm siêu thế, rồi tâm hiệp thế bao nhiêu tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rồi có bao nhiêu tâm là bất thiện, rồi tâm vô nhân, tâm tịnh hảo. Chúng ta nói nhiều thứ khác nhau, và ngay cả sáu cái khía cạnh này, tại sao chúng ta phải nói nhiều như vậy? Hồi nãy chúng tôi có nói thưa quý vị, cái gì cũng vậy, nó phải có cái tính cách chặt chẽ. Khi mà chúng tôi làm trụ trì, về làm trụ trì chùa Pháp Luân á, thì thưa quý vị, chúng tôi thường sống với cái quan niệm rằng hễ mình có việc nào Phật tử làm tốt là được rồi, mình không cần phải quan tâm nhiều. Thí dụ như là ở tại chùa Pháp Luân trong thời gian mấy mươi năm qua đó, thì Phật tử đến chùa họ trồng cây ở đâu họ hay chạy ống nước đến đó. Thì mình nghĩ ở cái chuyện chạy ống nước nó không có chuyện gì phải để ý, nó phải là cái phần hành của nhà sư mình, đó là cái chuyện mà chuyên nghiệp của quý Phật tử.
Nhưng mà sau cái trận bão tuyết vừa rồi đó, thì chúng tôi mới nhận ra một điều rằng thật ra mình phải hiểu rõ về ống nước lắm. Dạ. Và tại vì không phải ống nước nào giống nhau hết. Những ống bằng galvanize nó khác với ống đồng. Cái ống đồng copper nó lại khác với cái ống nhựa PVC. Và mỗi một thứ ống thì nên được biết là sử dụng một cách thích đáng, đặt đúng chỗ, xài đúng việc. Chứ nếu không thì có những mùa đông nó xảy ra như bão tuyết vừa rồi, thì nó làm hỏng cả cái hệ thống nước của chùa. Dạ, ví dụ như là hồi trước chùa có làm một cái hệ thống toilet cách đây vài năm thôi. Dạ, cái ống nước chạy lúc đó chúng tôi cũng không để ý, mình giao hết cho quý Phật tử làm thôi. Mà bây giờ tới chừng bể ống nước mở ra mới thấy đúng là làm thì ai cũng muốn làm cho xong việc, nhưng mà làm lại không tốt, không isolation thì quả thật mang họa. Bởi vì sư trưởng nhắc đi nhắc lại ở trong trường kêu của Du, nói là nghề chơi cũng lắm công phu. Mà ở đây cái chuyện mình học cái gì đó, mình học cái kiểu mà học cho qua loa, học cho có đó, thì thật ra nó không dẫn đi về đâu hết. Và khi mà mình học thắng pháp đó, nó lại một cái cơ hội để tất cả chúng ta đào sâu, thấy được một cái sự kết nối rất là chặt chẽ giữa các pháp, dù đó là tâm pháp hay sắc pháp. Chúng ta thấy riêng về sáu khía cạnh này thôi. Dạ, sáu khía cạnh, chúng ta nói về cảm thọ, chúng ta nói về nhân, chúng ta nói về chức năng, chúng ta nói về môn, chúng ta nói về cảnh, chúng ta nói về vật. Thì chỉ có sáu phương diện này thôi, thì chúng ta sáu khía cạnh thôi, thì chúng ta đã thấy rằng cho chúng ta biết bao nhiêu thứ rất là quan trọng về cái thế giới nội tại hay là về tâm thức. Thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Thật ra thì nói về sáu khía cạnh này thì chúng tôi chỉ nói một cách đại lược thôi, bởi vì bắt đầu bài học tới như bài học chủ nhật này thì chúng ta sẽ học về năm thọ và những cái bài học như là về nhân, về chức năng, về môn, về cảnh, về vật. Thì mỗi bài học, mỗi một cái khía cạnh đều có một cái buổi học riêng biệt. Dạ, một cái bài học riêng biệt. Như vậy thì chúng ta mới có thể đào sâu được. Xin được kết thúc phần nói chuyện của chúng tôi hôm nay ở tại đây. Và tiếp theo thì xin thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa đang ở trước máy đó, xin Thượng Tọa hoan hỷ tiếp tục cho bài học hôm nay. Xin thỉnh Thượng Tọa. Một lần nữa xin được hỏi. Dạ vâng, dạ, dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tổ đức, kính thưa quý vị, thực ra thì bài học học về sáu cái khía cạnh của tâm thức để chuyển qua học lộ trình tâm, thì sáu khía cạnh này nó có nhiều vấn đề để nói. Nhưng mà nếu hôm nay mà chúng tôi trình bày về cái phần chuyên môn nội dung của thắng pháp, thì như vậy trong những ngày sắp tới
Không lẽ chúng ta học trở lại, không lẽ chúng ta đào sâu trở lại. Còn nếu mà nói như là giới thiệu về Sám Môn thì từ nãy đến giờ chúng ta cũng nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng đã trình bày đại lược về sáu cái khía cạnh này. Nên bây giờ chúng tôi không biết là phải giảng như thế nào đây. Ở đây thưa quý vị, ở cái khía cạnh thứ nhất, khi mà chúng ta nói cảm thọ của tâm, là chúng ta chỉ riêng từng nhóm tâm có cảm thọ riêng, như là khổ lạc ưu hỷ xả, nhưng mà khi chúng ta nói đến đầu đề tam Thikkhamatika thì thọ đây được nói đến chỉ có ba, là Sukha Vedana, thọ lạc, Dukkha Vedana là thọ khổ, Dukkha Basukha Vedana tức là thọ phi khổ phi lạc. Thì thọ lạc ở trong tam thọ, thọ lạc đó nó gồm có Kayika Sukha Vedana tức là lạc thuộc về thân, và Chetasika Sukha Vedana là thuộc về tâm. Chữ Chetasika được dùng ở đây đó không phải là chỉ cho tâm sở, mà chữ Chetasika là thân, cho nên thuộc về thân gọi là cái gì, và Chetasika là tâm, Chetasika là đồng nghĩa với chữ Chetasika, cho nên chữ Chetasika, bởi vì Chetasika nó thuộc về cái nhóm Mana, là một loại dị biệt ngữ, cái danh từ dị biệt ngữ. Do đó khi mà nó ghép với một cái tiếp vị ngữ Ika thì nó xen vào chữ S, chữ sát là Chetasika, là thuộc về tâm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói thọ lạc có hai, là thọ lạc thuộc về thân, thọ lạc thuộc về tâm, thì chúng ta mới nói Kayika Sukha Vedana, Chetasika Sukha Vedana. Cũng như thọ khổ, thọ khổ trong tam thọ đó
thì thọ khổ này ám chỉ cho hai, tức là cai chức cá đức không quên định ai là khổ về thân, như thân thức thọ khổ, và thọ khổ thuộc về tâm chê tới sức cá đức không quên định ai, tức là chỉ cho thọ ưu của hai tâm sân. Còn cái thọ phi khổ phi lạc á, thì thọ phi khổ phi lạc thọ ở đây là thọ xả, là đồng nghĩa với chữ ubekha abhikkhamasukha vedana, tức là thọ phi khổ phi lạc là chỉ cho thọ xả. Thì như vậy thọ khi mà chúng ta nói đến ngũ thọ hoặc tam thọ, thì tam thọ đó là nó bao gồm ngũ thọ. Thọ khổ, thọ ưu gom lại thành một thứ khổ thọ. Thọ lạc và thọ hỷ, thọ lạc thân và hỷ tâm thì gom lại thành lạc thọ, rồi phi khổ phi lạc thì đó chính là xả thọ. Chúng ta nhớ vậy. Thật ra đó thì chúng ta còn nhiều vấn đề để học, nếu mà sau này khi mà học hết về cái thắng pháp tập yếu lượng thì chúng ta vẫn còn là chúng ta học, nên học 22 cái đầu đề tam và 142 đầu đề nhị đúc cá và tiết cá, đúc cá matika và tiết cá matika. Ở trong đó mà trong cái quyển mà chúng tôi đang soạn đó, cái quyển đó gọi là đầu đề pháp tụ chuyên biệt về đầu đề matika, chữ matika là đầu đề. Thì ở trong đó khi mà bàn về cái vấn đề thọ thì chỉ nói đến ba thọ, tức là khổ thì lạc, phi khổ phi lạc thôi. Nhưng mà trong cái lạc thọ đó thì nó còn chia ra cái nữa là piti sahagata dhamma và sukha sahagata dhamma, upekkha sahagata dhamma, tức là cái pháp câu hành hỷ, câu hành lạc, câu hành xả. Thì ở đây chúng ta phải biết lạc thọ, trong đó nó chỉ có lạc thọ thì có 63 tâm, nhưng mà chỉ có 51 tâm là vừa là thọ lạc mà vừa là câu hành với hỷ hành quẩn pi tí chê tê sư cá. Cho nên cái này lạc mà câu hành hỷ, lạc thọ mà câu hành hỷ. Còn cái pháp tổng quát là câu hành lạc thì chỉ chung cho 63 tâm thọ lạc, trong đó 62 tâm thọ hỷ. Hữu hỷ và vô hỷ. Chúng ta muốn rõ cái điều này là chúng ta học đồ đề tam thì chúng ta sẽ rõ lắm. Cái đó là chúng ta nói qua về cảm thọ. Và ở đây khi nãy có nghe Thượng Tọa Giác Đẳng có trình bày về cái vấn đề
cảm thọ của tâm là một yếu tố để phân loại, để hơi hiểu rõ cái thị chứng, để biết tại sao cần phải có một cái sát na trái độ trong diễn trình tâm. Thì cái chỗ này đó cũng xin chia sẻ với quý vị thêm cái gọi là một cái sát na trái độ trong diễn trình tâm. Thì đó chính là cái hộ kiếp khách. Thực ra thì cái chữ hộ kiếp khách không phải là Ngài Hòa Thượng Ngài đặt, không phải là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử Ngài đặt một cái tên nôm na, mà ở trong Abhidhammatthasagaha Thắng Phật Tập Yếu Luận có nói về cái danh từ Agantuka Sawangga. Agantuka tức là khách. Chữ Atithi cũng là người khách, mà chữ Agantuka cũng là khách, là người mới đến, là người mới đến. Cho nên ở trong từ điển Pali đó, khi chúng ta nói đến chữ khách đó, người khách, tân khách, thì chúng ta xài chữ Atithi là một chữ, và chữ Agantuka là hai chữ, đều gọi là khách. Thì tại sao mà có cái hộ kiếp khách? Vì rằng thông thường thì khi mà chúng ta tục sinh bằng cái tâm nào thì trong đời sống bình nhật của chúng ta sẽ bằng cái tâm hộ kiếp, cái tâm hữu phần, nó sẽ bằng cái tâm đó. Nhưng mà nó có hai trường hợp xảy ra hộ kiếp khách, là một người ở cõi dục giới, chúng sinh ở cõi dục mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, thì hộ kiếp của họ, hộ kiếp hay hữu phận của đời sống của họ đó, luôn luôn là thọ hỷ. Nhưng mà nếu như mà người đó trong đời sống bình nhật gặp một cảnh rất tốt, cảnh rất tốt, nhưng mà vì cảnh quá tốt như vậy đó, họ cảm thấy hốt hoảng sợ hãi, thì động lực sân thọ ưu. Thì khi mà cảnh rất tốt rất lớn thì nó phải có xen vào hai cái sát đa tâm, tâm tá đa là ba đá tâm quan sát. Mà cảnh rất tốt thì quan sát thọ hỷ, cái tâm na cảnh tâm mót á, tâm mót hay tâm thập duyên là thọ hỷ. Mà thọ hỷ, thọ hỷ mà nó gặp thọ ưu thì nó phản ứng tâm lý, một nó nghịch nhau, một cái là vui, một cái là buồn, không được. Mà nếu như nó trốn mất cái hai sắc đa tâm hộ kiếp đó thì nó gặp cái tâm hữu phần cũng là thọ hỷ, bị người tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, cho nên hữu phần thọ hỷ, thế là thọ hỷ đó nó lại đụng độ với thọ ưu của động lực. Thế thì trong cả hai trường hợp này, thọ ưu của động lực và thọ hỷ của năng hay là tâm mót cũng không xong, mà thọ ưu của động lực gặp thọ hỷ của hộ kiếp chủ quan cũng không xong. Do đó cho nên bây giờ một cái quy luật của tâm, của tâm pháp, thì cái chỗ này nó phải cởi lên, nó phải xen vào một cái sát na tâm
hồi kiếp thọ xả. Hồi kiếp thọ xả nó không từ đâu đến, nó không phải là do cái quy luật của cái hộ kiếp đối kiếp từ cái tâm tục sinh, mà là cái này nó phản ứng để xen vào, xen vào để dung hòa giữa thọ ưu và thọ hỷ kia. Thì cái thọ xả mà dung hòa giữa thọ ưu và thọ hỷ đó, thì cái đó chúng ta gọi agatukat phá quan gác, tức là hộ kiếp khách. Mà ở đây trong bài học mình được gọi là trái độn đó, gọi là sát na trái độn trường hợp vậy. Và trong đời sống bình nhật của chúng ta nó cũng rất là thường, dù cho chúng ta gặp cảnh bình thường, nhưng mà hễ chúng ta một người mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ á, mà khi cái tâm động lực của họ thọ ưu thì rất thường xảy ra hộ kiếp khách, dầu cho cái đó là cảnh lớn chứ không phải cần cảnh rất lớn nữa. Bởi vì nếu cảnh rất lớn thì phải có cái điều kiện là phải cảnh rất tốt. Còn đằng này nếu chỉ là cảnh lớn Mahantaramana thì lúc đó dầu cảnh tốt hay cảnh xấu mà tâm sân sinh khởi thì nó cũng phải xen cái hộ kiếp khách là thọ xả để dung hòa. Thì quý vị sẽ hỏi rằng là nếu mà trường hợp cảnh rất tốt, cảnh tốt, tại sao mà khởi lên cái tâm sân thọ ưu? Thì thưa quý vị, chúng ta rất dễ hiểu. Thí dụ bây giờ trong đêm tối chúng ta đang đi, chúng ta bất chợt chúng ta thấy có một người phụ nữ đẹp xõa tóc đứng phía trước mặt, thì lúc ở đó là khởi lên cái tâm thọ ưu, với cái tâm giật mình hốt hoảng lúc đó. Mặc dù nó chỉ khởi lên chốc nhoáng nhưng mà cũng là cái tâm sân thọ ưu. Hoặc là tự nhiên trong đêm tối cái nơi thanh vắng mà nghe ở đâu đó ở trên ngọn cây mà có tiếng hát, véo von, thì tự nhiên là đúng rồi, cái tiếng hát, tiếng ca, cái tiếng trong trẻo đó thì phải là cảnh tốt đó. Nhưng mà cái tâm sân lại khởi lên. Sau này chúng ta học diễn trình tâm thức mà đến cái lộ tâm hồn có hồn kiếp khách thì lúc đó chúng ta sẽ nghe kỹ hơn. Cho nên ở đây chúng tôi muốn giải thích về cái ý nghĩa ở trong cái bài học mà nói về là chính do cảm thọ nó rất là quan trọng. Vì nó giúp cho chúng ta biết tại sao cần phải có một cái sát na trái độn, tức là sát na kiếm khách. Còn khi mà chúng ta nói về nhân thì ở đây chúng ta phải biết rằng ở trong bài kinh Chánh Trì Kiến Trung Bộ Kinh, ở bài kinh mà tôn giả Sariputta ngày giảng giải trong kinh 1, thì ở đây thưa quý vị, chúng ta biết về pháp thiện, biết về pháp bất thiện chưa đủ, mà ngài Sariputta ngài nói rằng là khi một người biết rõ về pháp thiện và biết rõ về căn thiện
Căn thiện ở đây là vô tham vô sân si, tức là nhân, nhân tương ưng, thì cái đó gọi là chánh tri kiến của người ấy. Cũng vậy, biết về pháp bất thiện, thí dụ như sắc thân sắc trần pháp tài dâm còn nói dối, đó là thật, đó độc ác, ý tham ác sân ác và kiến ác, biết được cái pháp bất thiện như vậy mà còn biết rõ về cái căn của bất thiện akusala mulaka, như là tham sân si là căn, căn gốc của pháp bất thiện, biết rõ pháp bất thiện và căn bất thiện, thì như vậy gọi là chánh tri kiến. Thì ở trong kinh Tạng thì đề cập đến như thế này, nhưng mà ở trong thắng pháp thì nói rõ ở khía cạnh chữ nhân hệ tú, như là một thuộc tử hạt giống, tâm nào mà có nhân tham nhân si gọi là tâm tham, tâm nào mà có tương ưng với sân si thì gọi là tâm sân, còn tâm nào mà nó không có tham không có sân nhưng mà vẫn còn si thì như vậy chúng ta gọi đó là tâm si. Còn cái tâm bất thiện, những cái tâm đó, những nhân đó tạo nên tâm bất thiện. Còn cái tâm tịnh hảo là nói chung, tức là gồm có tâm thiện và tâm vô ký, tịnh hảo, thì có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Mà một điểm rất là đặc biệt là ở đây chúng ta phải hiểu, trong ba nhân bất thiện đó, tham sân si thì si nó lại là một cái nhân chủ, chủ vị. Tại sao? Vì tất cả tâm bất thiện đều có nhân si, và nhân si đó đi kèm với nhân tham, đi hoặc là đi kèm với nhân sân. Tham si hoặc sân si, hoặc si đứng độc lập. Tham sân thì không bao giờ đi chung với nhau được. Nhưng mà đối với ba nhân tịnh hảo, tức là ba nhân thiện hay là ba nhân vô ký, cũng gọi là ba nhân vô ký, vô tham vô sân si. Vô si không phải là chủ vị của tâm tịnh hảo, bởi vì có những tâm tịnh hảo mà không có vô si, tức là không có trí tuệ. Những tâm bất tương nhan á, quyết và vô tác là những tâm bất tương trí, không cần thiết. Chỉ có điều vô thân vô sân, hai nhân này luôn luôn là đi cặp với nhau, đi cặp với nhau. Hễ có nhân tham, vô tham thì phải có vô si, có vô sân, có vô sân thì phải có vô tham. Còn hãy đi chung á, thì phải đi chung hết bộ ba, là vô tham vô sân vô si. Cái điểm khác nhau ở nhân là cái chỗ đó thì quý vị. Hình như hồi nãy giờ chúng tôi thấy có những cái câu thảo luận rồi, cho nên có lẽ là chúng tôi xin dừng lại ở đây, không có nói thêm nữa. Chúng tôi chỉ trình bày chia sẻ với quý vị qua hai cái khía cạnh là cảm thọ và nhân thôi. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại điều họp.
với những câu thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trực nhà thưa đạo thầy siêu. Bạch thưa đạo thầy siêu, có một điều là ngày nay nhiều phật tử học á, thì học Phật pháp học tương đối hơi thụ động, tức là mình cứ ngồi đó nghe vị giảng sư nói sao thì nghe vậy, nói hay thì mình thấy vui, mà nói chán thì mình lại ngon nghĩ sang chuyện khác. Nhưng mà là một vị giáo thọ giảng dạy lâu năm về thắng pháp áp sâm á, thì thượng tọa có thể khẳng định rằng một cái người mà học thắng pháp Abhidhamm thì rất cần phải thuộc bài, nhớ bài nhiều, phải không? Tại vì mình có nhớ bài trước thì mình mới học bài sau tốt được. Còn nếu một bài hiện đại mà mình nghe cho có nghe vào những bài sau thì mình sẽ rơi vào tình trạng mình không hiểu bài được, bởi vì bài trước là không nhớ. Thượng tọa có lời xác định và hướng dẫn gì về điểm này thì xin kính thỉnh thượng tọa. Kính thưa quý vị, lúc trước có lần chúng tôi có trả lời cái câu thảo luận mà thượng tọa giới đẳng nêu lên, thì ở đây khi mà chúng ta học thắng pháp là những cái bài học trước, nó cần, nó có cái sự liên đới cho những cái bài học sau. Cho nên khi mà chúng ta học về thắng pháp, thì chúng ta cần ghi nhớ thuộc lòng những con số và những cái khái niệm nó khác hơn khi mà chúng ta học kinh tạng. Chúng ta học kinh tạng hay là chúng ta luận tạng thì khi mà chúng ta học bài kinh nào thì chúng ta sẽ hiểu một trọn vẹn cái bài kinh đó là được, nó không có liên quan đến bài kinh trước cũng được, trừ khi là những chi pháp cơ bản, chẳng hạn như nói về năm uẩn, nói về thập nhị xứ chẳng hạn, nội sáu nội xứ, sáu ngoại xứ được, là chúng ta phải biết căn bản từ trước. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này thì chúng ta mới có thể nắm bắt được. Còn khi mà chúng ta học những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài lấy cái bối cảnh đang xảy ra đó để Ngài làm cái đề tài thuyết pháp, thì trong trường hợp này chúng ta chỉ cần nhớ được, chỉ cần hiểu được gì là đủ rồi. Nhưng trong khi ta bị dụ pháp thì chúng ta mất căn bản, có nghĩa là chúng ta không có nhớ được, không có biết được qua những cái bài học trước, thì các cái bài học sau là chúng ta sẽ bối rối, chúng ta sẽ bị hụt hẫng, bởi vì chúng ta đã mất căn bản. Chúng tôi khi mà dạy thì chúng tôi dùng cái từ gọi là mất căn bản, là phải nắm cho vững. Và cái căn bản ở đây đó là những con số về 89 và 121 tâm,
gồm có những gì? 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 và 40 tâm siêu thế. Cái đó là chúng ta phải nhớ, phải nhớ rõ, nhớ kỹ. 52 tâm sở, trong đó 13 tâm sở tự tha, 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở tình hảo. Và những cái tâm sở bất, những cái tâm sở tự tha đó tương hợp với tâm như thế nào? Những cái tâm sở bất thiện tương hợp với tâm bất thiện như thế nào? Và những cái tâm sở tình hảo nó tương hợp với tâm tình hảo như thế nào? Chúng ta phải nhớ rõ. Rồi 28 sắc pháp, chúng ta phải nhớ rõ về phân loại ra chín bọn sắc diệp và 8 bọn sắc tâm, 4 bọn sắc quy tiết, 4 bọn sắc vật thực và 2 bọn sắc quy tiết. Chúng ta phải hãy nhớ rõ. Khi mà chúng ta nhớ những cái con số và những cái khái niệm như vậy đó, khi mà chúng ta học bất cứ học tiểu học, học trung học, học cao học, học về duyên hệ, hoặc là chúng ta học về những cái câu sống đối, hoặc là chúng ta học về cái sự tương quan giữa tâm tâm sở vân vân, thì tự nhiên đó chúng ta biết đường đi được bước, chúng ta biết cái sự diễn biến thì sinh ra như thế nào. Cho nên chúng ta khỏi cần phải nhập công để chúng ta tra cứu lại. Ở đây cũng nên nói thêm chú quý vị như thế này: nếu mà chúng ta học về thắng pháp, học về diệu pháp á, chúng ta chịu khó lúc ban đầu chúng ta nhớ được những cái khái niệm và những con số tâm và tâm sở sắc pháp. Khi mà chúng ta nắm cho vững như vậy rồi đó, thì từ đó về sau học bất cứ một đề tài nào, chúng ta không cần phải mệt mỏi nhọc nhằn để mà chúng ta hiểu. Bởi vì chúng ta đã nắm được căn bản, thì cái đó chúng ta cứ cộng trừ nhân chia rồi chúng ta biết. Chúng ta biết cái này đó ý nghĩa như vậy, như vậy. Cái đó dễ dàng quá thưa quý vị. Nhưng mà nó dễ là đối với người có căn bản, tức là đã thuộc lào những con số và hiểu và nhớ rõ những khái niệm, thì chúng ta sẽ được. Thí dụ bây giờ khi mà nói về tâm sở tâm, căn bản chúng ta phải nhớ là 55 tâm hữu tâm, nó phối hợp với 55 tử hữu tâm. Tâm sở tướng là nó phối hợp với 66 tâm hữu tướng. Trong đó 55 tâm hữu tâm hữu tướng và 11 tâm vô tâm hữu tướng. Thì như vậy cái con số 55 và 66 đó là chúng ta phải nhớ rõ, nhớ kỹ. Rồi tháng giải 101 tâm vân vân, chúng ta phải nhớ những. Lúc đầu chúng ta nhớ như vậy, quý vị sẽ hỏi rằng là nhớ những con số để làm cái gì, nó có lợi ích thế nào? Thì ở đây chúng ta không thể, chúng ta nói quý vị là có lợi ích, nói suông như vậy được. Nhưng mà thật sự là khi mà chúng ta nhớ biết điều đó đó, chúng ta sẽ có chỗ để mà chúng ta vận dụng trong những bài học sắp tới.
Thì chính vì chỗ đó cái sự học, cái sự nhớ biết, nó sẽ giúp cho chúng ta có được căn bản ở trong cái yếu lý của thắng pháp. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi số 1 mà thường gọi là đấng vừa nêu Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình truyền Phật thầy sư. Đại đức từ trí quan hỷ post câu thảo luận số 2, chúng tôi đang lái xe đó, không có tiện post câu thảo luận. Bạch truyền Phật thầy sư, sẵn hôm nay khi mà chúng ta đã nói về tâm, chúng ta nói về thuộc tánh của tâm, rồi chúng ta cũng nói về sự tương hợp của tâm thuộc tánh, chúng ta nói nhiều rồi. Rồi hôm nay chúng ta nói thêm những cái khía cạnh quan trọng của tâm thức đó. Thì chúng ta vẫn thường nghe người ta nói một điều rằng có nhiều vị lắm, không phải vị cư sĩ mà chư tăng cũng vậy, có nhiều vị nói rằng học vi diệu pháp đó, không biết làm gì mà cứ phải chia chẻ, đến nỗi mà có nhiều vị nó chia sợi tóc, chẻ sợi tóc làm tư, chia cho nó cực, mà đâu cần chia ly chi như vậy đâu. Mình cứ nói tâm và nói về chứ chúng ta đâu cần phải nói rằng 14 chức năng, hay là chúng ta nói về cảnh, nhưng mà đâu cần phải nói 21 cảnh. Thì theo thượng tọa đó, nếu người hỏi thượng tọa rằng tại sao phải chia sẻ nhiều như vậy, chia sẻ có lợi ích gì, thì xin thượng tọa quan hệ cho câu trả lời. Kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch trên tâm kính thưa quý vị, người mà nói rằng cái sự chia sẻ ly chi của thắng pháp không cần thiết, nó có hai lý do một người này nói như vậy. Thứ nhất là vì người này họ không thể, họ không có duyên để học vi diệu pháp, nghĩa là họ phải đau đầu khi mà phải nhớ những cái con số đó, cái sự chia sẻ đó. Thứ hai là vì khi mà họ đi vào trong Phật, Phật giáo, Phật pháp đó, mà họ không bao giờ họ muốn học giáo pháp toàn diện, không muốn học giáo pháp toàn diện, tặng kinh, tặng luật, tặng diệu pháp. Do đó cho nên họ mới nói như vậy để mà họ phủ nhận diệu pháp, hoặc là họ học không nổi cho nên họ mới nói như vậy. Có hai lý do đó. Thì ở đây thứ gì, có một điều mâu thuẫn là chúng tôi nói riêng về những cái vị xuất gia đó, vẫn thích, người ta gọi, người ta xưng danh mình là cái vị pháp sư tam tạng, nhưng mà trong tam tạng đó thì vị này bỏ qua cái tạo vi diệu pháp, thì như vậy làm sao gọi là pháp sư tam tạng được? Cho nên ở đây cái quan niệm mà nói rằng sẽ chia sẻ ly chi của thắng pháp không cần thiết, cái quan niệm đó là không hợp lý lúc nào cả. Tại sao không hợp lý? Là bởi vì toàn bộ giáo pháp của Đức Phật gồm có 84.000 pháp môn,
Mà trong đó tạng kinh là hai muôn một ngàn pháp môn, tạng luật là hai muôn một ngàn pháp môn, cả hai tạng gom lại thì bốn muôn hai ngàn pháp môn. Trong khi tạng vi diệu pháp á, một tạng vi diệu pháp là bốn muôn hai ngàn pháp môn. Thì như vậy tạng vi diệu pháp cái dung lượng chiếm hết phần nửa rồi, hết phần nửa rồi. Mà nếu nói rằng thắng pháp chia chẻ ly chi không cần thiết, có nghĩa là vô ích đó, thì như vậy là chúng ta đã phỉ báng về pháp. Chúng ta cho rằng là Đức Phật Ngài nói cách vô ích hết phần nữa. Cái giáo lý của Ngài bốn muôn hai ngàn pháp môn là nó vô ích. Cho nên ở đây quý vị rất là nguy hiểm. Cái quan niệm mà họ nói như vậy đó là họ chưa từng biết cái tầm quan trọng của vi diệu pháp như thế nào. Và ở đây cũng xin nói thêm với quý vị là nếu như không có cái sự chia chẻ ly chi của thắng pháp đó, thì các nhà chú giải không thể giải thích được những cái ẩn dụ Phật ngôn hay là những Phật ngôn Đức Phật đã thuyết với cái ý nghĩa hàng xuất. Bây giờ chú giải thích ra, nếu không có vi diệu pháp thì giải thích được. Mà muốn giải thích vi diệu pháp không phải nói su su đùa đùa như vậy là được, mà phải chia sẻ từng thứ tâm một. Chỉ có loại tâm đó mới có những cái pháp đó. Còn thí dụ tâm tham, bây giờ nói rằng Dasade Napahatapa Thamma, tức là pháp mà bị thánh đạo Tu Đà Quần sát trừ, gọi là sơ đạo ân trừ. Mà bây giờ nếu mà không có vị pháp để chia chẻ ra đó, thì mình nói là chỉ nói xương xương là đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Hỏi vậy bây giờ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ nó thuộc về cái pháp bất thiện, thì pháp bất thiện nó gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thì bây giờ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, nếu vị Tu Đà Hoàn mà diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ như vậy, thì trong 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở phối hợp, vị Tu Đà Hoàn diệt trừ được bao nhiêu? Bao nhiêu tâm bất thiện và bao nhiêu tâm sở phối hợp? Lúc bây giờ một vị mà không có học chia sẻ ly chi của thắng pháp đó, thì vị đó chỉ ngồi im lặng ngó xuống đất chứ không có thể nào mà thốt nên lời được. Bởi vì đâu có biết rằng thân kiến với cấm thủ thì cái đó chi pháp tà kiến, mà tà kiến này chỉ phối hợp với bốn tâm tham hợp tà kiến nha, gọi là đi thiết gà tát sa pa yuta lu pha mu la chi tăng. Họ đâu có biết được là nằm ở trong bốn tâm tham đó. Còn ngoài ghi thì nó không có nằm ở trong tâm tham, không nằm ở trong tâm sân, mà tâm
mà hoài nghi triền, hoài nghi ký sử, nó thuộc về một trong hai tâm si, là tâm si tương ưng với hoài nghi, quy như cái cha samyutta muhabula chitta. Cho nên ở đây chúng tôi trình bày ra ở để cho quý vị thấy rằng là cái sự chia sẻ ly chi của thánh pháp rất quan trọng, rất cần thiết. Ai quan niệm cho rằng là không quan trọng, không cần thiết thì vị ấy không bao giờ thông suốt được hết tất cả tạng kinh. Chú giải tạng không thông suốt được tạng luật và chú giải cho tạng luật, còn nói chi là thông suốt cái tạo nhiều pháp. Chịu thua thôi. Khi mà chúng tôi có học qua tháng pháp rồi đó, chi ly rồi, lúc bây giờ mỗi khi mà đọc qua chú giải của Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, hay là chúng tôi đọc những cái tác phẩm của Ngài Bố Thí Vô Sáng như Thanh Tịnh Đạo chẳng hạn, thì lúc đó chúng tôi phải chắp tay kính lễ và tri ân Ngài Sariputta. Ngài đã thuyết giảng chi tiết về cái tạng diệu pháp do Đức Thế Tôn truyền đạt. Rồi sau đó là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài đã dành cả cuộc đời để dịch cái tạng diệu pháp, cũng như là những cái bài giảng, những cái tập bài giảng của Ngài về chính chương của Thắng Pháp Tạng Biểu Luận. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà không có học được cái chi ly của Thắng Pháp thì đọc trong Thanh Tịnh Đạo sẽ không hiểu gì hết. Chúng tôi cam đoan với quý vị như vậy. Quý vị thử đọc Thanh Tịnh Đạo mà không có một vị mà không có rành về diệu pháp á, mà đọc Thanh Tịnh Đạo nói trút nuốt trôi hết, thì tôi gọi vị đó, bái vị đó làm sư phụ. Bởi vì khi mà đề cập đến một tuệ quán, tức là cái phần tuệ, phần thứ ba của Thanh Tịnh Đạo, mà nói đến năm uẩn 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 4 đế, thập nhị nhân duyên và 24 duyên sinh, là những mảnh đất cho tuệ gọi là Paya Phu Bí. Thì ở trong đó Ngài Bố Thất của sáng này đã trình bày chi vi theo khía cạnh vi diệu pháp Abhidhamma Thắng Pháp. Cho nên thì chúng tôi cho rằng là cái quan niệm của vị nào mà nghĩ rằng cái sự chia chẻ chia ly của Thắng Pháp là không có cần thiết thì vị đó đã lầm. Vị đó là quan niệm đó là quan niệm không có hợp lý. Khi nào mà mình có dấn thân vào đó mà nói như vậy đó thì còn có thể xét lại. Còn khi mà chưa có dấn thân vào cái tạng vi diệu pháp, mà chỉ vì tại vì mình giống như con chó sói mà nó thấy cái chùm nho ở trên vàng, nó thèm quá, cái nó chồm lên nó tính hái, nhưng mà chồm không tới, cái lúc bây giờ nó lại bỏ đi thiện quê, cho nên nó nho còn xanh lắm. Chỉ vậy thôi, nho còn xanh lắm.
chứ không phải nó không dám nói là nó gió không tới, mà nó chê là do còn xa lắm cho nên nó bỏ đi. Là Phật tên có đâu có chuyện ngụ ngôn như thế. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thoại tụng số 7. Nam mô Phật Thầy. Sa thú, kính trình thư tọa tuệ siêu. Mà thư tọa tuệ siêu, còn vài giây phút sau cùng, Thầy Tôn Quang Hỷ chia sẻ thêm một điều là hầu hết chư tăng, và kể cả chư tăng Tây Tạng, chư tăng Bắc Tông, chư tăng Nam Tông đều xác nhận rằng giáo lý duyên khởi là một giáo lý rất là quan trọng của Phật giáo. Dạ, rất là quan trọng. Nhưng mà đối với cá nhân thư tọa tuệ siêu đó, nếu mà không có thắng pháp Abhidhamma thì tôi có nghĩ rằng cái sự hiểu biết của chúng ta về duyên khởi nó có giới hạn không? Hay ít nhất là khi mà chúng ta đề cập đến sáu cái khía cạnh quan trọng của tâm thức mà chúng ta vừa nói đại lược ngày hôm nay đó, thì tôi nghĩ rằng để hiểu giáo lý duyên khởi ấy, thì nếu mà chúng ta không có thắng pháp thì cái nhìn của chúng ta nó có bị cục bộ, bị hạn cục không? Xin cái thỉnh thưa tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Lúc đầu khi mà đề cập đến vấn đề này thì chúng tôi cũng khẳng định một điều là thắng pháp Abhidhamma rất là quan trọng để giúp cho chúng ta hiểu rõ được giáo lý. Vì khi mà chúng ta đọc qua kinh tạng những pháp chẳng hạn như là duyên khởi hay là thập nhị duyên, duyên hoặc y tương sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lực nhập, nếu mà chúng ta không có biết thắng pháp và không dùng, không lấy cái pháp thực tính ở trong ví dụ pháp để chúng ta chứng minh, thì chúng ta chỉ hiểu phớt qua thôi. Chúng ta phải hiểu, chúng ta không thể nhận thức được. Thí dụ như nói vô minh duyên hành, bây giờ hành ở đây không thể chỉ là hành bất thiện, phi phúc hành, Apunya phi sang khai, không thể chỉ có bất thiện, mà hành ở đây nó bao gồm luôn cả phúc hành, Punya phi sang khai và bất động hành, Anicca phi sang khai. Thì khi mà chúng ta nói chúng sanh loài hữu tình mà có cái sự tái sanh đó, cái quả thức tái sanh đó của người, của trời, của phạm thiên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, có cõi vui, cõi khổ, thì cái quả thức tái sanh đó đương nhiên phải có quả thiện và quả bất thiện. Nhưng mà hễ thức tái sanh đó mà thuộc về quả bất thiện thì nó là duyên hành bất thiện, nó do duyên hành bất thiện, tức là phi phúc hành. Mà hành bất thiện do duyên vô minh thì chúng ta là hiểu, bởi vì vô minh là bất thiện thì đương nhiên vô minh nó phiền não, nó là pháp bất thiện, nó trợ cho hành bất thiện rồi tạo ra quả thức bất thiện, thì cái đó là chúng ta dễ hiểu.
Nhưng mà bây giờ nếu mà thức tái sanh đó là quả thiện để tái sanh của người, của trời, của phẩm thiên, thì hễ là thức, quả thức thiện đó, quả thức của nghiệp thiện, thì nghiệp thiện đó phải là phúc hành hay là bất đồng hành. Mà nếu là phúc hành bất động hành thì làm sao mà vô minh trợ duyên cho phúc hành bất động hành được? Bởi vì vô minh nó là phiền não, là bất thiện, làm sao nó trợ cho thiện được? Không có vì pháp chứng minh thì chúng ta ủ ớ, không hiểu được cái lý lẽ này. Ở đây thưa quý vị, ở trong phi diệu pháp, khi mà nói đến cái sự trợ duyên đó, nó có đề cập đến cái sự trợ duyên của năng và sở bằng cách là câu sinh duyên, tương ưng duyên, hỗ tương duyên. Thì vô minh mà trợ cho hành đó, là có thể là câu sinh duyên, tương duyên, hỗ tương duyên, hành bất thiện. Hoặc là vô minh nó trợ cho hành bất thiện cũng bằng cách là thường cận nghi duyên cũng có. Còn khi mà vô minh mà trợ cho nghiệp thiện, dục giới hay là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, phúc hành và bất đồng hành, thì hoàn toàn chỉ bằng thường cận nghi duyên thôi. Một người làm thiện chưa hẳn là do cái nhân tố tốt đẹp thúc đẩy mà họ làm thiện. Có người vì họ muốn được lợi lộc, họ muốn được giàu sang, họ muốn được cái gì ở trong cuộc đời này, thì khi mà họ muốn cái đó đó, tức là cái ước muốn nó thuộc về vô minh, vì họ không nhận thức được cái sự khổ luân hồi, cho nên họ muốn. Và chính do sự không ý thức nên họ hành động. Có người họ muốn trúng số độc đắc, cho nên họ đi chùa làm phước. Họ mơ ước rằng, họ nguyện rằng do cái phước báo cúng dường này cho con trúng số độc đắc. Cái đó cũng là vô minh duyên cho hành đó, duyên cho phúc hành. Vô minh duyên cho phúc hành bằng cách thường cận nghi duyên, vân vân. Thì những cái trường hợp này thưa quý vị, họ về duyên khởi mà chúng ta không có rõ biết được thắng pháp, vi diệu pháp đó, thì chúng ta khó mà giải thích được. Như bây giờ hành duyên thức rồi, bây giờ thức duyên danh sắc là như thế nào đấy? Cái trường hợp này, nếu mà bây giờ khi mà chúng tôi muốn trình bày đó, thì trong đầu nó có sẵn về cái kiến thức của A Tỳ Đàm, thì khi chúng tôi chứng minh, chúng tôi nói về hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc đó, thì chúng tôi trình bày hồi thì cũng nằm ở trong cái phạm trù của thắng pháp. Cho nên ở đây nếu một người không biết vi diệu pháp thì hỏi hành duyên thức, thức duyên danh sắc là sao, thì lúc bây giờ họ sẽ không biết đường đâu để họ trả lời. Họ cứ nghĩ là thức đó tức là thức tái sanh, còn danh sắc đó là tạo ra cái thân này. Thì họ chỉ trả lời xui xui vậy thôi.
nhưng mà họ không thể chứng minh được tại sao mà thức đó duyên cho danh được, mà danh đó là cái gì. Thức kia duyên cho sắc được, mà sắc đó là cái gì, mà thức duyên cho danh sắc, danh sắc đó là cái gì. Họ không thể chứng minh được từng chi tiết danh sắc duyên lục nhập cũng vậy. Nó duyên kiểu nào, bằng cách gì, thì trong trường hợp đó chỉ có thắng pháp mới chứng minh được cái chỗ đó thôi. Trường hợp này rất là rõ ràng, quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ quý vị một chút thôi, bây giờ cũng đã quá giờ rồi. Thôi, chúng tôi dứt lời ở đây. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để bế mạc cái buổi học Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính trân Thượng Tọa Thầy Siêu. Thưa Phật tử, bài học ngày hôm nay chúng ta đi vào cái khái niệm đại lược về 6 cái khía cạnh quan trọng của tâm thức. Sở dĩ chúng tôi thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu nói một số cái tính cách mà về học thắng pháp, để mong rằng quý Phật tử sẽ thấy được rằng khi mà chúng ta học nghiêm túc về Phật học, đặc biệt là về thắng pháp, thì sẽ có nhiều cái lợi lạc. Những lợi lạc này vượt xa những cái suy nghĩ của chúng ta. Chứ tôi muốn nói một điểm ở đây đó là một khi mà quý Phật tử đã là quen một chút rồi, thoải mái, học nhiều đó, quý vị học lâu sẽ nhận ra một điểm rằng những gì mà chúng ta học có được cái lợi lạc rất là thực tế ở trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như chúng ta nói về thọ, chúng ta nói về nhân, chúng ta nói về cảnh, chúng ta nói về chức năng của tâm, v.v. Tất cả đều có lợi lạc lớn lắm. Nhưng mà tạm thời thì có thể là chúng ta chỉ nghe các vị giảng sư đề cập đến như vậy thôi. Và rất là tri ân Thượng Tọa Từ Siêu đã hết sức là kiên nhẫn để nói về một số cái đặc điểm của môn thắng pháp về những phương diện này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú lành thai, con Nhật Bình xin thay mặt đại chúng trong Rung thành kính tri ân ngài từ